con này. Đi đi. Bây giờ biết sao nó sẽ dài đi cột vô trển đi. Cột vô đó đi. Nha. Rồi. Lên cột lên chiếc xe. Đi đi xe bự mày. Bây giờ cột đó thì gửi xuống đất. Sao được, không vậy sao được? Không được hả? Cột đi lên bò móc đi. Rồi hồi xỉ sao? Cột kia đi. Rồi lên bò móc đi. Rồi hồi thím lên đó thím kéo cưng dưới này cũng nảy lên. Ừ, không bị ạ. Giao con bò trên cách mình tháp. Đi. Rồi nắm về chặt nha. Chặt. Đi lên mình lên cho nó trước lên.